Thưa quý vị, mới đây ông Nguyễn Kiệt, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, hiện tại lũ ở miền Tây vẫn thấp, mực nước tại trạm đo ở biển Hồ nơi cung cấp chính nước về đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức thấp nhất lịch sử. Vâng, và cơ quan này thì cũng nhận định rằng dù bão số 5 gây mưa lớn cho khu vực miền Trung nhưng đã suy yếu không gây mưa nhiều cho vùng Trung Hạ Lào. Do vậy lượng nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức thấp. Dự báo mùa mưa lũ năm nay ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Do lũ thấp nên mùa khô sẽ khá khốc liệt. Mức độ hạn ở mức cao tuy không bằng đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2019-2020, nhưng ở mức tương đương mùa khô 2015-2016. Tổng lượng mưa 2 tháng 6 và 7 ở thượng lưu sông Mekong ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm, ở trung và hạ lưu thiếu hụt lớn từ 40-60%. So với cùng kỳ năm 2019, tổng lượng mưa các trạm thượng lưu cao hơn từ 25-30%, trung và hạ lưu thấp hơn từ 30-50%. Được biết, lượng mưa trong những ngày qua tại các tỉnh miền Tây khá cao do ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, lượng mưa tại nội địa chỉ góp rất ít vào lượng nước các sông tại đây. Do vậy, không đủ bù lượng thiếu hụt nước lũ miền Tây. Mùa lũ năm nay ở miền Tây về muộn và thấp hơn rất nhiều so với mọi năm. Tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, phần lớn diện tích đất lúa trong tổng số hơn 9.000 ha xả lũ lấy phù sa vẫn chưa ngập nước. Hơn một tháng không có nước, những bông lúa chết đã kịp mọc lên từ gốc rạ đang chín vàng. Lũ thấp, cá tôm, sản vật mùa lũ thưa vắng, sinh kế của bà con vùng lũ thì càng thêm khó khăn. Những ngày qua thì nhiều hộ dân tranh thủ ra đồng cắt mót lúa chết để mưu sinh. Cánh đồng xã Thường Thới Hậu A, huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Những phụ nữ này đang cần mẫn nhặt nhạnh những bông lúa chết trên cánh đồng đợi lũ. Dụng cụ cắt lúa chết đơn giản chỉ là một lưỡi hái và bao đựng lúa hoặc chiếc thau. Lòng khom cắt mót lúa chết từ sáng sớm đến chiều tối, mỗi người thu được khoảng 20 kg lúa, đem bán hoặc dự trữ ăn trong 3 tháng mùa lũ. Hôm nay như đi mà ốc cho lương ăn. Rồi cái nay thấy lúa chét nhiều quá, đầu cái giờ đi cắt lúa chét về xay ăn. Năm nay thấy lúa chét cũng nhiều, cho mấy người nghèo đồ này kia cũng mót cũng có ăn được. Lúa chét là lúa nhánh, mọc lên từ gốc rạ, nên từ lúc nảy mầm cho đến lúc trổ và chín chỉ trong vòng một tháng. Do mọc ra từ gốc rạ, dinh dưỡng không nhiều nên bông lúa chét nhỏ, ngắn, chỉ lưa thưa một ít hạt. Tuy gian nan, vất vả nhưng nhờ có thêm nguồn thu nhập từ cắt lúa chết, nhiều hộ gia đình khó khăn không hành nghề đánh bắt cá được trong mùa lũ thấp cũng có thêm chi phí trang trải cuộc sống lúc khó khăn khi lũ chưa về.